Sáng ngày 12 tháng 7, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến xét tuyển vào đại học, lựa chọn và đăng ký thế nào để trúng tuyển đúng nguyện vọng. Nhằm giúp phụ huynh và thí sinh có đầy đủ thông tin về quy chế tuyển sinh, ngành nghề năm nay để có sự lựa chọn ngành học phù hợp, đăng ký xét tuyển chính xác. Buổi giao lưu có sự tham gia của Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia hướng nghiệp tuyển sinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Văn Hiến, Thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, việc đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7 năm 2022 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitrunghocphothongquocgia.edu.vn và không giới hạn số lần sửa đổi. Tại buổi giao lưu có rất nhiều câu hỏi được gửi đến chương trình liên quan đến việc lựa chọn ngành nghề, trong đó tập trung các nhóm ngành như ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ hóa học, truyền thông đa phương tiện, báo chí, tài chính ngân hàng, toán học, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, y dược, v.v. Với ngành dược, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành này sẽ học trong 5 năm, học xong được cấp bằng dược sĩ và có thể làm trong rất nhiều vị trí như các nhà máy sản xuất dược phẩm, các bệnh viện, các nhà thuốc, v.v. Học phí cao hơn các ngành khác. Ngoài ra, một số thí sinh hoang mang khi hiện nay các trường có quá nhiều chương trình chất lượng cao, chuẩn, tiên tiến nên không biết chọn học thế nào. Đưa ra lời khuyên cho việc này, theo Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia hướng nghiệp tuyển sinh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh nên chọn chương trình có mức học phí chấp nhận được, khả năng tiếng Anh và cuối cùng phải đủ năng lực để trúng tuyển vào ngành, trường. Thì mình trước khi mình làm thì mình có lưu ý là email của mình nè, số điện thoại mình nè, đó là những cái đúng của mình để làm chi. Khi mà có sự sai sót sửa chữa thì các bạn được bệnh hệ thống liên lạc với mình và để điều chỉnh cho nó hợp lý. Khi mình làm thì đừng có làm vào ngày 22 tháng 7. Ngày 22 tháng 7 lúc đó chúng ta cũng chưa có điểm. Nên chúng ta là chờ lùi một hoặc hai ngày sau khi có điểm trung học phổ thông. Sau đó mình mới cân nhắc cái điểm mình coi thử là cái tổ hợp nào mà điểm cao. Rồi cũng như là mình cân nhắc tất cả các yếu tố thì mình mới đăng ký. Cho dù các trường có rất nhiều phương thức xét tuyển sớm hay xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp phổ thông thì các em trúng tuyển vào một cơ sở đào tạo thì chúng ta sẽ được học như nhau. Tất cả các phương thức được học như nhau. Do đó thì các em phải chọn cái phương thức nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta yêu thích nhất và phù hợp nhất, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đã được thông báo trúng tuyển rồi thì chúng ta cứ vội vàng chúng ta chọn phương thức để chúng ta nhập học cho chắc đã, hoặc là các trường nói là phương thức này sẽ được học ưu tiên hơn phương thức kia là không có việc đấy. Tôi đảm bảo như vậy, cho nên các em cứ yên tâm chọn lựa cái nào mà đúng với cái mà chúng ta mong muốn nhất thôi. Để bạn có thể chọn được ngành tốt thì bạn nên căn cứ vào ba yếu tố. Cái thứ nhất là bản thân của mình, cái sự giao thoa giữa cái giỏi nhất và cái mình thích nhất. Cái yếu tố thứ hai là bản thân gia đình của mình, đặc biệt yếu tố tài chính, yếu tố địa lý hoặc là yếu tố về truyền thống gia đình. Và cái yếu tố thứ ba đó là cái nhu cầu của xã hội, cái nhân về mặt nhân lực, về thị trường lao động. Thì những thông tin này thì hiện tại bây giờ các bạn học sinh phổ thông tìm hiểu cũng rất là dễ, nên không khó. Hiện nay thì các trường có rất là nhiều các cái phương thức tuyển sinh khác nhau cũng như là các cái chương trình học, thì đó là những cái cơ sở mà các em cần lưu ý trong cái việc mà chúng ta lựa chọn cái phương thức xét tuyển cũng như là các cái chương trình học, ví dụ như là chương trình học chất lượng cao hay là chương trình đại trà hoặc một số các cái chương trình tài năng, kỹ sư tài năng, thì đó cũng là một trong những cái mà các em cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin của các trường cũng như là dựa vào bản thân của mình.